cách ẩn nickname và ẩn avatar của người quản lý group Telegram. Bình thường, quý vị sẽ thấy một cái ảnh đại diện của người quản lý group Telegram và một cái nickname của họ. Đó. Vậy thì quý vị làm sao có thể ẩn cái avatar và cái nickname này mà thay vào đó nó sẽ hiển thị luôn cái logo của cái group Telegram vào cái avatar. Rồi. Ở điện thoại quý vị có thể vào phần setting và edit. Còn ở đây tôi sẽ vào cái cài đặt 3 chấm, chọn Malaga Group, chọn vào Administrator. Quý vị chưa thêm người quản lý thì quý vị có thể add thêm người quản lý vào. Ví dụ ở đây tôi đã thêm người quản lý rồi, tôi sẽ chọn và tôi bật cái chức năng Remain. Đây, đó. Tôi sẽ bật cái này lên. Rồi, chọn vào Save. Chọn vào Cloud. Chọn Save. Đó. Thì chỉ cần bật cái Remain lên thôi. Những lần sau, người quản lý đó sẽ không hiển thị cái logo cá nhân của họ, mà thay vào đó nó sẽ hiển thị cái logo của cái group và cái tên của group luôn. Rồi, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.